Chị thế Trung mới đi vào trong miền Nam chơi con thì coi là qua dịch thì coi là Trung phải ở đấy trong đấy là coi là mất 6 tháng không về được. Nên là con thì nó mới đi vào cái đội tình nguyện đấy, thì đội tình nguyện của phường thì coi là có gặp một bác sĩ coi là dùng cái sản phẩm bên mình và bác sĩ mới giới thiệu cho con dâu. Thế con dâu về mới chia sẻ với lại Trung thì Trung không tin đâu, Trung bảo là thôi thì tại vì Trung là có một ông anh coi là làm bệnh viện quân đội 108 thì ông cũng về người hưu rồi và ông cũng khuyên Trung là thôi thì cô xuống Trung mới lũ rồi chứ còn bệnh của cô thì nói chung là không chữa khỏi đâu. Tại vì là Trung mắc nhiều rất nhiều căn bệnh, nhất là bệnh dạ dày dạ tràng và bệnh khớp khớp của Trung rất nặng, coi là nghĩa là bị thoái hóa này, bị phồng này và bị xẹp này và bị chết cái đốt sống cuối cùng. Cái do bệnh tình nó quá nặng như thế nhưng mà nói chung là bàn chân của Trung mới đi thì coi là nó không phải là đi thẳng đâu mà nó hầu như là hai bàn chân nó đem nó quặt vào ngực vào chăng đấy. Cho nên là Trung nó đúng là tuổi thì nó chưa cao, thấy như thế nó rất là buồn. Bao nhiêu năm với là dỗ bố dỗ mẹ thì Trung không dám về quê nữa, tại vì là về quê thì nhiều người cứ bảo là sao bây giờ mày lại như thế kia, Trung cũng rất là buồn như thế. Thì coi là Trung vào đấy thì mới đầu con cái nó bảo như thế thì Trung dùng thử sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm coi là cái chất xơ bên mình ấy, tại vì Trung bị bệnh đường ruột cũng hơn 20 năm rồi, phải cho nhiều thuốc tây quá. Đến khi Trung uống coi là độ được 2 tháng thì Trung thấy cái đường ruột của mình ổn ổn, thế là Trung chuyển ra Trung dùng cả bộ. Thì Trung dùng được độ khoảng 2 tháng sau nữa thì coi là cái 10 đầu ngón chân ngón tay của trước của Trung ấy là nó bị tê tê kiểu nó tê không phải là tê bì mà nó có tê như kim châm ấy. Thì độ khoảng 2 tháng sau ấy thì nó hôm ấy đêm Trung ngủ thì tự nhiên người nó rất khó chịu, nó tê dội lên thì Trung mới gọi con nó bảo là ôi chết rồi mẹ, như là cái kiểu bị tai biến hay sao ấy mà nó đẹp nó kiểu người nó khó chịu lắm. Thế là về sau con nó bảo không sao đâu mẹ, nó cái sản phẩm này Trung mẹ uống bà nó như thế. Thế là mấy ngày hôm sau thì Trung thấy là cứ dịu dịu đi. Thế còn hai bàn chân của Trung thì nói chung là Trung uống đến đến tháng thứ 8 thì coi là bàn chân của Trung nó được thẳng hẳn ra đấy, nó thẳng hẳn ra mà coi là trước kia ấy, Trung là coi là đi lại nó rất là khó khăn, cái kiểu đi như là bước thấp bước cao ấy, mà có hai bàn chân mình nó cứ quặt vào trong như thế. Thế xong rồi coi là Trung mới đem Trung mới thấy khi mà Trung uống coi là cứ uống thì nói chung là nó chuyển nó từ từ đấy, nó kiểu nó không nhanh đâu. Thế này khi trước khi Trung ấy mà đứng mà nấu cơm ấy thì coi là Trung chỉ đứng cái chân trái thôi chứ còn đứng chân phải, vô tình đứng chung cả chân phải nữa là Trung khuỵu luôn đấy. Thế đến khi mà coi là alo Trung nói mọi người có nghe thấy gì không ạ? Nghe chị ạ. Thế là Trung mới khuỵu luôn đấy. Thế là về sau Trung thấy là coi là Trung dùng một thời gian thì coi là cái bàn chân của mình là đem nó có khả năng nó biến chuyển rồi. Thế là Trung cứ dùng tiếp thì coi là bây giờ Trung coi là hai bàn chân của Trung là đi đi ra thẳng bình thường mà không còn đau đớn gì nữa, mà cái đường ruột của Trung cũng cũng ổn rồi và dạ dày dạ tràng nói chung là ổn rồi đấy. Thế và Trung cũng còn một cái nữa là Trung đi Trung có hai bên vú là nó có một cái u. Thế đi khám thì coi là họ nghi rằng là mình bị ung thư. Thế thì con nó mới đưa lên trên Hà Nội bị chi tiết thì người họ bảo là không không ung thư nhưng mà có gì thì có khi là phải mổ, tại vì bây giờ cái tuổi đã cao rồi mà để như thế là sợ nó không tốt. Thế thì nếu mà mổ thì mất 16 triệu, thế thì con nó mới đại điện cho ông anh làm bác sĩ bệnh viện 108 thì ông bảo thôi cô đi về đi chứ đừng lên mổ, thì về có anh kê cho một cái toa thuốc thì anh cũng kê cho một toa thuốc thì Trung uống tầm hơn tháng giờ thì Trung cũng thấy biến chuyển. Thế về sau Trung bước sang đây thì bây giờ Trung đi siêu âm thì là hai cái bên u của Trung ấy thì bây giờ nó chỉ còn một cái thôi. Thế coi là Trung thấy cái sản phẩm nó quá tuyệt vời như thế thì Trung mới đi chia sẻ, thì Trung chia sẻ cái người đầu tiên ấy là cái người bạn của mình ở trên sông cũ ấy. Thì Trung đi chợ Trung nhìn thấy chị này, chị trước kia chị khỏe mạnh mà bây giờ sao chị đi trông nó cứ lom rom và rất là yếu. Thế Trung mới đem Trung bảo Trung mới vỗ vào vai Trung bảo là thế chị làm sao đấy mà hồi này trông chị xuống mã đấy. Thế chị bảo là chị ốm chị mới đi viện về. Thế là Trung mới về nhà, Trung về nhà thì Trung mới hôm sau thì Trung mới lên trên nhà Trung mới chia sẻ về cái sản phẩm của mình, tại em đi vào trong miền Nam thì em con em mới cho em dùng cái sản phẩm này tốt lắm này chị có dùng không. Thế này chị bảo là ừ thế vừa rồi chị đi viện chị chữa phổi đấy, thế thì có gì mua hộ chị đi. Thế là Trung mới mua hộ chị uống. Thế thì Trung mới đầu Trung không 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 kiểu là cũng không thỉnh thoảng điện đón hỏi thăm như nào đâu, thì nghĩ là mình uống tốt thì chị uống tốt thôi. Thế quay là uống chị uống được gần hết một cái xét đầu ấy thì chị em chị gặp Trung ở chợ chị bảo là
Trung ơi, sao mà cái sản phẩm của em nó tốt thế? Chị đúng là làm sao may quá, chị nghe em ngay. Chứ còn bây giờ chị cảm thấy chị tỉnh hết cả người rồi em ạ. Thế xong là đến khi mà chị Trung mới mua hộ chị một xét thứ hai thì chị Trung lên nhà, Trung bảo là thế thì chị mới chia sẻ, chị bảo là đấy cái chân của chị nha, chị uống gần cái kiểu gần hết xét đầu một cái tự nhiên nó đau dội lên trong 9 ngày. Thế từ 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 bây giờ nó không đau nữa mà đi lại thì coi nó không được khập như trước nữa. Thế mà coi là chị vừa rồi chị đi bệnh viện, chị thấy là người khỏe rồi, thế nhưng mà không biết là cái phổi của mình thế nào. Thế là chị mới ra bệnh viện khám thì bác sĩ lại khen là thế sao bà già mà phổi bà đẹp thế. Thế chị mừng lắm em ạ. Thế là coi là bác sĩ lại lấy cả máu xét nghiệm nữa thì chị men gan cao, mỡ máu cao cũng hết. Thế cái khớp của chị cũng hết. Và đến khi mà chị uống đến bộ thứ tư đấy thì chị bảo bây giờ coi là chị còn cái đầu của chị bị tiền đình thì nó hơi hơi còn một tí thôi, còn trước kia là nó cái kiểu mà nó đã bị nôn mệ rồi thì nó cũng kiểu nghĩa là đi tàu xe là em nó hay bị say xe này, nhưng bây giờ thì nó cũng đỡ hơn này. Thế chị cũng bảo thế. Và cái chị là còn cái lấm móng tay chị cũng khỏi, chị bảo yêu sao cái sản phẩm của chị của bên em sao nó lại tuyệt vời như thế. Thế là từ cái chị này thì chị cứ lan truyền cái sản phẩm của mình cho chung thôi. Chị cứ quen ai thì chị cứ bảo đấy cái sản phẩm đấy nó tốt lắm mới mua và uống. Thế mọi người cứ điện đến cho chung bảo chung ơi, chung có cái sản phẩm như thế à, thế chung mua hộ chị mấy. Thì coi là bây giờ chị mất ngủ này, thế có người thì bảo là chị bị coi là tiểu đường này, có người thì bảo là chị bị nước mất chảy này. Thế có cứ như thế, thế là chung cũng giúp mọi người thì chung thấy là ai uống cái sản phẩm bên mình là coi là cũng cải thiện. Coi là có cái bà ngay xóm là tiểu đường của bà ấy là coi là hơn 8 chấm. Thế nhưng bây giờ bà ấy dùng đến tháng thứ 3 rồi thì nó xuống hơn 4 chấm thôi. Thế một bà coi là bị tai biến thì cách nhà chung độ 2-3 nhà thôi thì chung mới ra vườn, chung mới thấy không thấy bà ấy là coi là từ trước đến giờ là coi là mấy hôm nay không thấy cái chập này, lâu không thấy bà ấy đi ra ngoài. Thế bảo ôi thế bác làm sao mà chập này em không nhìn thấy bác. Thế xong là bác ấy bảo là chị mới bị tai biến chị về. Thế là chung mới bước qua bờ rào, chung mới đến nhà bác ấy thì bác ấy kiểu là đi cái từng bước nó cứ chậm chậm run run chân ấy. Thế là mồm bác ấy thì méo mà nói tiếng thì ngọng. Thế là chung mới bảo là thế thì em đấy, em trước cái chân tay của em như thế là bác ở xóm cũng biết rồi nhá. Thế bây giờ bác có dùng cái sản phẩm bên em đâu? Không, cái sản phẩm này nó rất tốt. Coi là nhập khẩu từ châu Âu về và đã có trên nước Việt Nam là 18 năm rồi. Thì coi là em dùng rất tốt cho nên thì em khuyên bác là lên dùng. Mà em cũng thấy là rất nhiều người coi là cũng có những người mà coi là bị tai biến 3 năm rồi mà coi là làm đâu làm đấy rồi đấy. Coi cũng đi tất cả các bệnh viện lớn chữa rồi mà coi không được. Thế nhưng mà dùng cái sản phẩm của bên em ấy là coi là độ khoảng hơn 2 tháng là đi lại bình thường đấy. Thế thì bác bảo là ừ thế thì mua cho chị mấy. Thế là bác ấy dùng coi là chỉ được tầm 20 ngày thôi thì thấy bác ấy đi bộ ra trước cửa nhà mình. Thế là bác ấy đi bộ được 2 ngày thì coi là bác ấy đi xuống chợ luôn, mà tự chợ về nhà mình nó phải vừa đi vừa về phải tầm hơn 2 cây. Thế là bác ấy thấy thế là coi là bác ấy mà bây giờ thì coi là bác ấy uống sang cái xét thứ 3 rồi thì mồm bác ấy không còn cái kiểu hơi méo méo một tí thôi. Thế còn cái giọng bác ấy nói thì nó cũng không còn ngọng như trước nữa. Thế mà trước khi bác ấy uống sản phẩm này là chân của bác ấy phù nhá. Thì coi là bác ấy lại bị cả khớp này, rồi cả cái kiểu về bên cái kiểu là thần kinh, cái kiểu thần kinh chân ấy. Thế nhưng bác cũng bảo là bây giờ nói chung là nó cũng đỡ rất nhiều, nó khỏe như được cái kiểu cái ghế nó gần như khỏe đấy. Đấy. Thế thì chung thấy cái sản phẩm tốt thế thì chung cứ lan truyền thôi. Thì coi là có những bà chảy nước mắt sống ấy thì coi là chung giúp. Thì coi là bây giờ bà bảo là nói chung là nó không chảy dòng dòng như trước nữa, nó vẫn còn ướt ướt thôi. Thế thì chung cũng thấy sản phẩm tốt như thế thì chung cũng đi lan truyền. Thì